Dạ vâng, lại xin chào toàn thể các bác. Thì tình hình các bác ở khu vực miền Bắc đã khai thác mật vải thiều vòng quay thứ mấy rồi ạ? Em ở Bắc Giang thì 3 ngày trước là quay phá vòng đầu tiên. Để quay phá vòng đầu tiên thì cũng kích thích cái đàn ong của mình đi làm tốt hơn. Cái thứ hai nữa là tránh cái tình trạng chia đàn tự nhiên. Thì nay lại tiếp tục lên cái bãi vải để xem cái sản lượng mật tiếp theo này các bác này. Đấy, chuẩn bị vào cái vòng quay thứ hai rồi thì cũng đảo qua lên cái bãi vải xem tình hình cái lượng mật nó như thế nào. Đây thì bắt đầu là hoa cái rất là nhiều rồi các bác. Đấy, khoảng một tuần trước thì mưa rất là nhiều, nhưng hiện tại lúc đấy thì nó chỉ có hoa đực thôi. Đấy, hoa đực thì nó chỉ có cho phấn thôi, còn hoa cái này thì nó mới cho mật này các bác này. Đấy, lở toàn bộ 100% cả hoa đực của hoa cái rồi. Thời tiết thì hiện tại thì rất là đẹp các bạn. Xem dự báo thời tiết thì ở khu vực miền Bắc thì nó sẽ nắng kéo dài hơn một tuần nữa cơ. Đấy, nắng mà nhiệt độ mấy độ ẩm cao như thế này thì cái cây vải thiều nó tiết mật rất là tốt. Đấy, các bác có thể thấy những cây này là bung hết rồi. Có cây lở sớm hơn thì đã là lở hoa, đã thành đậu quả rồi các bạn. Đấy thì em sẽ rũ một cành nhé. Đấy, rũ một cành đi thì nó sẽ rụng hết những cái hoa đực. Đấy, hoa cái thì cây này bắt đầu mới đang chớm lở thôi. Khu vực thì như những cây này thì là bung hết rồi các bạn. Bung hết hoa đực rồi, chuẩn bị tàn hoa đực rồi, chuẩn bị lở đến hoa cái rồi. Đấy, bao giờ mà hoa tiết mật nhiều ấy, tầm khoảng tiếng nữa thì bắt đầu nó tiết mật. Hiện tại bây giờ thì là gần 3 giờ chiều. Đấy thì cây này nó chưa tiết mật. Nó phải gần gần tối cơ. Mới cả tầm khoảng 9-10 giờ sáng mới tiết mật rất là tốt các bạn. Hoặc là sáng sớm ấy. Còn hiện tại bây giờ nắng đang rất là gắt, nó không tiết mật. Nhưng những cây này là đậu quả rồi các bác. Em dùng đi. Cái này là đậu quả rồi. Đấy các bác có thể thấy là đậu quả hết rồi. Đấy thì đối với cái cây vải chua này thì sẽ quay được một vòng nữa. Đấy đến lúc hoa vải, cây vải quả ngọt ấy. Đấy thì nó lở hoa thì ong nó sẽ không đến những cây này nữa. Đấy bởi vì chất lượng hoa của cây vải ngọt khả năng nó tốt hơn thì nó sẽ đến. Còn đối với cây vải chua này thì ong khi mà đã có hoa vải ngọt rồi thì không bao giờ nó lên những cái cây này nữa các bạn. Đấy trừ con ong ngoại nhá. Còn riêng về ong nội địa ấy, thì nó sẽ không lên những cái cây hoa vải chua nữa khi mà hoa vải ngọt đã lở. Đấy lở hoa cái này. Rất là đẹp. Đối với cái bãi này thì rất là nhiều video quay thực tế cho các bác rồi. Tôi quay cho các bác xem rồi. Bãi rộng 6-7 hectare cơ. Đấy, chỉ có mỗi ong em ở đây thôi. Chưa thấy bác nào về cả. Đấy, hoặc là các bác năm nay chắc chỉ về đánh hoa vải ngọt thôi. Còn vải chua này thì chắc các bác sợ thuốc các bác không về. Đấy các bác. Rất là đẹp. Về cái cây này thì nó là cái nguồn mật chính ở cái vụ xuân này các bác. Đấy, cây vải này, cây vải thiều. Sau cái lớp cây vải thiều chua và ngọt thì bắt đầu đến khai thác mật vải nhã. Đây, khu vực bãi bên rất là rộng, không sang được đây vướng cái bờ tường các bác. Để quay cho các bác cùng xem. Rất là đẹp. Còn nào về nhãn thì khu vực đây thì cũng không phải chuyển đi đâu. Đây rất là nhiều. Ở khu dưới sườn dưới gần dân ấy, người ta trồng nhiều nhãn lắm các bạn. Ở trên đây thì đây là đồi vải rồi. Đối với thời tiết như thế này thì chỉ 3 hoặc là 4 ngày nữa là quay là ok rồi, lúc đấy mật rất là chín rồi các bạn. Đây. Về nhãn thì nó sẽ ăn xuôi xuôi xuống khu vực dưới đây. Đây các bác này, lở hết rồi. Không thấy ướt tay tầm này thì sờ vào thì không thấy ướt tay thì chứng tỏ là mật chưa tiết ong khi lên cây. Hiện tại bây giờ. Đây, như cành này thì sản lượng ví dụ sau nó đậu quả thì hai cành này được 1 cân rồi các bạn. Năm nay vải cực kỳ là đẹp luôn, 40 phân. Các bạn này. Rất là đẹp luôn. Khu vực nhãn thì ở khu vực dưới đây. Đấy, từ dưới chỗ đoạn chân kia đi xuống thì bắt đầu là người dân là trồng nhãn xuôi xuống dưới. Đấy, cứ để vài trăm đàn, 100-200 đàn ở khu vực đây thì không bao giờ lo thiếu nguồn các bạn. Đây nhãn đây. Nhãn thì nó càng cây lâu năm thì nó càng tiết mật tốt các bạn. Đây nhãn đấy. Nhãn này thì còn lâu mới lở. Bây giờ bắt đầu đâm chồi kiểu này. Đối với những cây nhãn sớm thì nó sẽ gần gần cuối cái lớp cây vải ngọt ấy. Thì lúc đấy ong nó lại sang nhãn. Bởi vì con ong ta này, ong nội địa này cứ nguồn mật nào tốt thì nó mới lấy. Đa số là ví dụ như bây giờ là cây vải chua này hiện tại đang tiết mật rất là tốt. Nhưng mà có cây vải ngọt mà cũng tiết mật theo cái thời điểm cây vải chua này thì bắt buộc kiểu gì nó cũng lên cây vải ngọt. Cũng kiểu giống như nhãn này, xong đến nhãn lở, cây nào lở sớm thì ong lại dồn hết vào lấy nhãn. Nhãn thì mật thơm hơn, lấy giá trị mật nó cũng đắt hơn các bác.
đây cái nhãn đây. Đấy, một video ngắn thì cũng quay qua cho các bác là khu vực nguồn. Đấy, khu vực nguồn là của trại ong của em. Đấy, bác nào xem được cái video này thấy hay thì hãy ấn đăng ký ủng hộ kênh. Đối với bác nào mà đồng nghiệp nuôi ong thì các bác thiếu vật tư gì thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp cho bên em. Còn bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.